Công nghệ 3T tuần này có gì? Có nên chi tiền mua Oppo Reno 6 ở thời điểm hiện tại hay không? Mua máy nào cho phụ huynh giá dưới 4 triệu? Xiaomi Mi 12 liệu mua có phí tiền? Dưới 7 triệu có smartphone nào ngon, máy mới mua để chiến game? Câu hỏi đầu tiên rồi, nói chung là bạn này em cũng thuộc câu hỏi của chị rồi. Bạn này đã hỏi với mình là có nên mua Oppo Reno 6 ở thời điểm hiện tại hay không? Oppo Reno 6 thời điểm hiện tại, bạn này chắc là fan của Oppo đi ha. Thì là gì đó? Fan của Tùng. Ok. Let's go. Hay bệnh lắm hay ho lắm. Rồi sao nè, giờ ai trả lời? Thì, tôi đi, rồi, tôi okay, đi, tôi đi ha. Thì Oppo Reno 6 này là một cái con điện thoại mà nó sẽ có những cái điểm rất là đặc biệt, như là màn hình 90Hz nè. Tiếp đến là chúng ta sẽ có một con chip Dimensity 900. À con này cũng khá là quen thuộc ha. Đúng rồi, Dimensity 900. Có 5G nữa. Có 5G luôn. Đúng, con này wow, có 5G. Và một cái điểm nữa là sẽ có sạc nhanh lên tận tới 65W. À cái SuperVOOC của Samsung, của Oppo. À nhớ rồi. Nói chung là về camera cái 64MP. À 64MP. Nói chung nếu mà nói về Oppo thì từ xưa tới bây giờ cái mà em ấn tượng nhất đó là về cái thiết kế với lại cái camera của nó. Thì Oppo từ xưa tới bây giờ luôn mang đến chúng ta một cái sản phẩm này có cái thiết kế rất là đẹp. Và Oppo Reno 6 cũng vậy, mặt lưng thì cực kỳ là ấn tượng với những cái màu sắc chuyển của nó nè. Ui cái mặt lưng 6 quá đẹp luôn ha. Đúng rồi, nó rất là đẹp luôn. Ngoài ra nữa thì cái màn hình của máy sẽ được sử dụng tấm nền là AMOLED nên mình thấy cái khả năng hiển thị của nó rất là tốt. AMOLED thì cái điểm cộng của nó đó là màu đen sâu nè, độ tương phản cao, được các bạn xem phim này nọ thì cái mắt nó sẽ gọi là nó kích thích hơn rất là nhiều so với là những cái màn gọi là LCD. Đó nên là nói chung là cũng rất là ok, con này hết con lành rồi. Thêm nữa pin là 4500mAh, gọi là đủ dùng nếu mà gọi trâu so với một số. À 4300 hả? Ừ. Thì nói chung là em nhớ mang máng gì đó thì tại cái là 300 hay 500 không quan trọng, quan trọng là cái 65W là nó kéo lại tất cả mọi thứ. Đúng rồi, nó sử dụng thì cũng ok, con này có một cái thời gian sử dụng pin khá là ok, không phải gọi là quá trâu nhưng mà đủ dùng cho chúng ta có một thời gian sử dụng trong thời điểm hiện tại. Nên nếu mà đặt ra câu hỏi là ở thời điểm hiện tại có nên mua Oppo Reno 6 hay không thì dĩ nhiên câu trả lời vẫn sẽ là có ha. Thêm một cái thông tin nữa dành cho các bạn đó là trong thời điểm hiện tại thì mình nghe đâu là Oppo Reno 6 cũng có nằm trong danh sách gọi là cái chương trình xả kho của Oppo, của Thế Giới Động á, nó được giảm giá khá là nhiều luôn, rất nhiều nha. Mà không chỉ Oppo không đâu, mà một số những con máy mà mình liệt kê sau đây nữa đó thì mình cũng đã cố gắng coi trong cái danh sách nó có con máy nào phù hợp không để mình liệt kê giới thiệu cho các bạn á, tư vấn cho các bạn thì những con máy sau đây cũng sẽ có luôn. Nhớ nha, tham khảo link mình để sẵn phụ tả video rồi. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo. Đó chính là em thì đang muốn mua một cái máy cho ba kinh phí chỉ có dưới 4 triệu mà thôi. Ba thì em thì có cái nhu cầu là nghe là bình thường. Ba thì em. Ba nhà em. Ba nhà em. Rồi. Một cô bé hoặc một cậu bé gì đó rất là hiếu thảo. Dưới 4 triệu hả? Vậy chắc dưới là bạn góc cũng nhìn là của một người ba thì em thấy. Gì? Nói chung là cũng vô da già hơi nhiều ha. Như góc nhìn của một người ba thì em thấy máy nào phù hợp? Thì Khang đã có chọn lựa ra cho bạn rồi, đó là con Realme C21i. Thì là một con máy có cái mức giá tầm khoảng dưới 4 triệu. Thì giá của nó đang tầm khoảng 3 triệu mấy cho cái phiên bản bộ nhớ RAM là 3GB. Dạ, còn nhớ giá thì thôi đừng nói chung là con này nha. Con này thì hãy bạn có nói là cái nhu cầu của ba bạn là cũng chỉ nghe là thôi. Nghe gọi, đọc báo này nọ thôi. Thì con chắc là người lớn tuổi rồi thì không có chơi game gì này nọ. Thì cái con này sử dụng con chip là Spectrum nên là vì thế là nó cũng gọi là cho chúng ta cái hiệu năng tương đối ổn định. Nếu mà nói trong về những cái game, đúng rồi nha. Chơi game nặng này nọ thì chắc chắn sẽ hơi khó. Nhưng mà nếu mà ba bạn mà có gọi là có ngẫu hứng muốn giải trí nhẹ nhẹ vì một số những cái tựa game offline thì dĩ nhiên con này vẫn có thể chơi được, không có gì cả. Màn hình tới tận 6.5 inch nè, kích thước rất là to. Người lớn tuổi thì thường mắt hơi kém nên là rất cần những cái con máy có kích thước to để cho khả năng hiển thị nó tốt, nhìn ngắm rồi mọi thứ nó ngon lành một tí xíu. Và thêm một cái nữa là gì, đó là người lớn tuổi thì thường giống như ở nhà ba mẹ em á, rất thích những con máy có pin trâu. Pin trâu họ dùng cả một ngày trời tới tối họ mới sạc nên là rất là thích luôn. Thì con này có pin 5000mAh thì chúng ta sẽ có một thời gian sử dụng cực kỳ đã, cực kỳ trâu bò. Và camera sau 13MP thì đối với một người lớn tuổi như thế thì em nghĩ 13MP và cũng như là hai ống kính phụ thì cũng đã hỗ trợ đủ để cho các bác rồi các cô này là chụp hình như thế thì cũng chụp rất là ok thế. Rồi đó. Đại khái là Khang Mon chạy con Realme C1i đúng không? Đúng rồi. Thì cô bé và cậu bé hiếu thảo cậu có thể tham khảo cái chiếc máy đến từ vị trí của Khang Mon, một góc nhìn của một người cha chứ hay. Nhưng mà nói chung là con này là ok rồi, có vân tay ở mặt lưng nè, okay. Rồi này thứ rất là ok. Nên là nếu bạn tham khảo thì có thể bấm vào đường link mình để sẵn dưới phần mô tả video nha. Còn chúng ta sẽ cùng nhau đi qua câu hỏi số 3. Quên tự nhiên nói câu hỏi cứ quên ha. Mình có nên dịp luôn. Chết tiệt. Chết tiệt gì kia. Đây, xin. Câu
câu hỏi tiếp theo, một cái câu hỏi nó rất là trí tuệ dành cho Kangmon. Chị nghĩ Kangmon là cái người có đủ năng lực trả lời. Thôi rồi chị đừng có nâng nâng tầm em quá rồi lại em rớt xuống cái bình. Câu hỏi này đó chính là mua Xiaomi 12 ở thời điểm này thì có phí hay không? Tại vì là một chiếc máy cũng khá là cao. Đắt tiền đó. Đúng rồi, đúng rồi. Thì em hiểu rồi, chắc nếu mà bạn mà không có tiền như Kangmon là sợ không mua. Không không không, em nghèo lắm, đúng rồi. Thì nếu mà bạn mà hỏi cái câu hỏi này thì em nghĩ chắc cùng bạn cũng đang có một cái suy nghĩ, đó là với cái mức giá tiền cao như thế này bỏ ra mà mua một chiếc máy kiểu như thương hiệu Trung Quốc hay là như thế nào đó thì có gọi là phí tiền hay không? Đó, không biết là những trải nghiệm có ngon lành hay không. Thì ok, để mà có thể trả lời cho các bạn câu hỏi này thì thật ra thì Khang đã có trải nghiệm con Xiaomi 12 trước đây rồi. Đó, cái ấn tượng đầu tiên của Khang đó là gì? Nó gần như là một con máy gọi là đúng chuẩn flagship luôn. Cầm nắm trên tay rất là thoải mái nè, rồi cũng như là nó có một cái độ vừa tay. Xiaomi 12 thì nó có hai loại là 12 Pro với 12 thường. Thì 12 Pro là cái con có một cái màn hình nó vừa tay nhất, cầm nắm mọi thứ sử dụng tương đối khá là ok. Và cái điểm đặc biệt của nó là sẽ đến từ cái gọi là cái phần trải nghiệm ở phần màn hình, nó rất là nhiều tính năng luôn. Thì với Xiaomi 12 thì các bạn sẽ được trang bị một cái màn hình kích thước 6.28 inch, tấm nền là AMOLED, độ phân giải là Full HD cộng. Ngoài ra thì máy nó còn có tần số quét là 120Hz nè. Với những cái công nghệ được trang bị ở trên máy là True Color nè, rồi DCI-P3. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có cả chế độ Scene Light để giúp mà máy của chúng ta có thể hiển thị tốt hơn, và chúng ta những góc nhìn tốt hơn nữa. Nên nhìn chung lại về cái chất lượng hiển thị ở trên con này thì không có gì để chê là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về hiệu năng. Nó là một trong những con máy được sử dụng con chip khá là mạnh ở thời điểm hiện tại, đó là Snapdragon 8 Gen 1. Nên chơi game mọi thao tác này nọ đều có thể bét nhẹn luôn. Tuy nhiên với thời điểm hiện tại thì khi mà em trải nghiệm đợt vừa rồi hình như tầm khoảng một tuần trước thôi, thì em thấy nó đang gặp một cái vấn đề, đó là nó sẽ bị nóng lên ở máy khi mà chúng ta chơi game nhiều. Và cái việc này á, khi mà em tìm hiểu á, thì một phần là nó đến từ cái khả năng tối ưu hóa của phần mềm nữa. Nên là mình nghĩ là nếu như bạn nào chúng ta đang sử dụng hoặc là chúng ta đang đắn đo cái vấn đề là máy nó bị nóng lên á, thì có thể cân nhắc một tí xíu. Và cũng như là thí dụ mà theo dõi những video sau này của tụi mình để tụi mình cập nhật coi cho các bạn là khi mà nó update lên những cái bản MIUI mới thì nó có còn bị hay không. Chứ cái đợt trước mình ở cái phiên bản MIUI cũ kia thì nó chơi thì nó có phần hơi nóng lên tí xíu. Ok, hiểu. Và pin của con này thì ở một cái ngưỡng tương đối khá là ok, đủ dùng. Và nó có hỗ trợ sạc nhanh rất tốt, nên chúng ta sẽ có một cái thời gian sạc cực kỳ là nhanh luôn. Rồi, và nói tóm gọn là ở cái phân khúc giá hiện tại thì mua Xiaomi 12 có phí tiền hay không, thì câu trả lời các bạn là gần như là không. Chúng ta đổi lại rất nhiều thứ: màn hình chất lượng, hiển thị tốt, hiệu năng mạnh mẽ, thiết kế đẹp, sang trọng, kim loại và kính, thì tại sao lại gọi là phí tiền, đúng không nhỉ? Bỏ nhiêu đó tiền ra. Chỉ có những người không có tiền như Kangmon thì sẽ không mua, còn bạn nào có tiền thì cứ mua vì đúng, không phí tiền. Chính xác. Đúng không em? Đúng vậy. Câu hỏi cuối cùng của ngày mới vừa nha, cái chân châu vô hồn. Okay, sao vô. Mà cứ hay công khai rồi. Ok vô. Rồi, bạn này đã hỏi với mình là 7 triệu thì có điện thoại nào mới ngon và chiến game tốt không ạ? Tư vấn giúp em với AD ơi. AD ơi hả? 7 triệu và điện thoại mới hả? Ok, vậy thì bây giờ chị sẽ nói trước về một con máy mà mới ra mắt gần đây chị rất là ấn tượng ha. Đó chính là con Redmi Note 11 S5G. Con này thì đang đọc quyền tự do di động. Thì đối với là cái sản phẩm này thì nó sẽ tập trung chủ yếu vào cái nhu cầu đó chính là các bạn chơi game, và nó sẽ có pin trâu. Chơi game thì chúng ta sẽ có một cái con chip là Dimensity 810. Pin trâu thì sẽ có 5000, có sạc nhanh 33W. Nói chung là Dimensity 810 là một con chip thì cũng hỗ trợ chơi game rất là tốt, FPS rất là mượt mà. Đợt trước em có test rồi, các bạn có thể thấy nè, con này chơi rất là mượt mà, FPS cực kỳ ổn định luôn. Nên là nếu mà quan tâm mà trong tầm giá dưới 7 triệu đúng không ta? Đúng rồi. Dưới 7 triệu thì con này cũng khá ok. Thôi thì các bạn có thể để tâm tới việc là nó sẽ có các camera chụp ảnh rất là đẹp để cùng với sản phẩm 50MP. Xiaomi tập trung vào cái khả năng chụp ảnh nữa. Cho nên là nói chung trong tầm giá 7 triệu thì đây là một cái sản phẩm có hiệu năng, có camera chụp ảnh đẹp, có và pin, có pin trâu sạc nhanh. Ngoài ra nha. Ngoài ra có 5G. Có 5G đúng rồi, nhưng mà ngoài ra chúng ta vẫn có thêm một cái option nữa, đó là Vivo Y55. Một con máy mới vừa được ra mắt luôn. Mới vừa được ra mắt, tầng mới vừa trên tay nó quên không? Nhớ con đó không? Nhớ con đó. Làm gì nhớ? Làm gì nhớ, nhớ không? Nhớ món rồi. Nói chung là cái con Vivo Y55 này, cái điểm đầu tiên khi mà Khang nhìn vào mà Khang thấy ấn tượng đó là cái thiết kế mặt lưng của nó rất là đẹp nha. Nhìn cực chưa? Kỳ là bắt mắt. Nhìn rồi, rất là đẹp. Cầm rất là bắt mắt. Cầm chưa? Em là người trải nghiệm của nó mà. Vậy hả? Chính xác, em đó. Rồi, và con này thì nó sẽ được sử dụng con chip là Snapdragon 680 nè. Và giá của nó khi mà Khang tham khảo ở thời điểm hiện tại thì đang tầm khoảng là dưới 6 triệu, ở dưới 7 triệu, tầm khoảng 6 triệu hơn này nọ. Thì các bạn cũng có thể tham khảo được trong cái mức giá như thế này. Snapdragon 680 thì các bạn
9 game này nọ vẫn rất ổn áp. Màn hình con này cũng rất là đẹp nè, pin 5000, có sạc nhanh 44W, nó hơn con kia tới 11W luôn. Ok đó, nên là nếu mà tham khảo mà bạn cảm thấy bạn không thích Redmi Note 11 S 5G thì bạn có thể đổi qua con Vivo i55 đó, để chúng ta có được một cái sự lựa chọn nó đa dạng hơn. Nhưng mà có một cái lời khuyên đó là mua Redmi Note 11 S thì chúng ta có được 5G, còn con Vivo i55 này thì nó không có 5G, nó thua cái con 5G đó. Nói chung là bạn nào thích cái nào mua cái đó, tại vì hai con này đều là hai con máy mới. Đúng rồi, máy vừa mới ra luôn. Khá là ấn tượng. Ok, xong. Ok, vậy là chúng ta đã tư vấn xong bốn câu hỏi trong tuần này. Và các bạn ơi, nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào nữa thì nhớ để lại dưới phần comment nha. Chơi và đâu bọn mình sẽ tổng hợp lại và trả lời cho các bạn trong số tuần sau. Bye bye. Còn bây giờ thì đừng quên cho tụi mình một like và subscribe kênh YouTube của Thế Giới Động nha, để theo dõi những video tiếp theo của tụi mình. Bye bye.